mới nha mọi người. Hôm nay mới đi chợ về mọi người ơi. Hôm nay mua những thứ này. Đây là làm của trộn mắm tôm ấy kìa mọi người. Đây, đây là chả cá nha mọi người. Còn đây là thịt. Chưa có đậu khuôn. Khuôn buổi chiều mới có, sáng nay hết rồi. Cái này là làm buổi chiều nha mọi người. Còn cái này là bánh tráng lê để cuốn. Đây là mắm tôm. Còn đây là cà rốt, dưa leo, đậu. Thế thôi. Còn đây là rau sống các loại. Mình cắt khổ như thế này, mình luộc cho nó nhanh chín đấy cả nhà. Cái này là chả cá nha mọi người. Cái này mình cắt ấy xong rồi mình chiên lại. Cái này mình cắt khổ vừa ăn mọi người. Xong rồi tí mình chiên lại. Nước sôi rồi thả thịt nha mọi người. Xếp rau cả nhà ơi, xếp rau chuẩn bị ăn bún đậu mắm tôm nhé cả nhà. Đây là rau thơm các loại, còn ở trên này là hành nhé. Không có cái mẹt cả nhà ơi, có cái mẹt thì nó đẹp rồi. Chuẩn bị ăn bún đậu mắm tôm mọi người ơi. Đây mọi người, bún đậu mắm tôm hôm nay gồm có những thứ này nè. Đây là chả cá nha mọi người. Đây là gì nhỉ?
đậu khuôn chiên, xong rồi là dưa leo, bún, thịt luộc, cái gì nhỉ, cái này là quên mất rồi, su hào mọi người, đây là cà rốt, đây là đậu ve, còn đây là rau sống, hành và loại rau sống nha mọi người. Còn đây tô nước chấm thành thánh đây mọi người, đây là mắm tôm này mọi người, mắm tôm ở đây là có cho một tí đường nè, chanh nè, rượu nè, các bạn nào ớt nè, xong rồi bột ngọt thế thôi mọi người. Còn đây là nước mắm làm riêng ra nha mọi người, sợ không ai ăn được mắm tôm ấy thì ăn mắm mắm nước này. Đâu rồi nhỉ? Rồi thuốc ấy, mời khán giả bưng đi đây nè. Anh đeo cảm nghĩ như thế nào? Anh như thế nào, ngon không? Ngon không? Ngon. Bà nói là tối nay ngon đặc biệt. Mới vừa xong thu hoạch lúa. À, mừng thu hoạch lúa nữa mọi người ơi. Bà nói là tối nay ngon đặc biệt. Mừng vừa thu hoạch xong lúa. Ăn đi. Bà không ăn à? Chả thèm giảm, cứ ăn đi. Trời ơi, nhiều ghê luôn á. Đồ ăn gặp mặt luôn.